đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hương Ly tiết lộ mục tiêu nhắm đến tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 liệu có trở thành sự thật? Hương Ly từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và đạt thành tích top 5. Áp lực của cô trước chung kết là điều khó tránh. Chỉ còn 2 ngày nữa, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hương Ly là một trong số những thí sinh được nhắc đến nhiều nhất lúc này. Cô đã có màn trình diễn tỏa sáng tại bán kết cùng bộ đầm dạ hội ấn tượng. Nhiều khán giả dự đoán cựu quán quân Next Top Model có khả năng vào top 3 chung cuộc. Top 3 có lẽ cũng là mục tiêu Hương Ly đặt ra cho mình tại cuộc thi. Bởi cách đây 2 năm, cô từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và dừng chân ở top 5. Năm 2017, cô đăng ký nhưng rút lui giữa chừng với lý do sức khỏe. Việc đi thi liên tiếp cho thấy người đẹp không giấu khát vọng được một lần sẽ bước trên sân khấu Hoa hậu quốc tế. Trong chương trình truyền hình thực tế, tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khi nhận được câu hỏi từ ban giám khảo về mình và Ngọc Châu, Hương Ly từng bày tỏ, nếu có cơ hội tiến xa, cô mong Ngọc Châu đăng quang. Hương Ly muốn mình đoạt danh hiệu Á hậu 1 để có thêm thời gian trau dồi trước khi thi quốc tế. Áp lực trước chung kết là điều khó tránh đối với Hương Ly, đặc biệt trong trường hợp cô đang được kỳ vọng. So với dàn thí sinh, các kỹ năng trình diễn, làm chủ sân khấu, ứng xử của Hương Ly tốt. Song như cô thừa nhận, Hương Ly yếu ở giao tiếp bằng tiếng Anh, chưa tự tin khi nói. Giám khảo Hà Anh góp ý Hương Ly phát âm chưa chuẩn xác, khiến người nghe khó hiểu ý. Theo Hà Anh, nếu đại diện Việt Nam đi thi quốc tế, Hương Ly cần trau dồi thêm để cải thiện và thay đổi bản thân. Vẻ ngoài của Hương Ly được nhận xét ngày càng hoàn thiện theo thời gian. Theo thông tin do ban tổ chức cung cấp, cô cao 1m76 cùng số đo 3 vòng 79, 62,5, 92. Tỷ lệ cơ thể không ở mức hoàn hảo nhưng vẫn nổi bật trong dàn ứng viên. Hương Ly biểu diễn ở vòng thi trang phục dân tộc vào ngày 14 tháng 6. Kinh nghiệm người mẫu lâu năm giúp cô luôn làm chủ từng bước catwalk. Hương Ly trên sàn diễn thời trang cùng Ngọc Châu và Hoàng Phương. Bộ ba đều thuộc nhóm ứng viên tiềm năng mùa này. Ngoài ra, những cái tên khác được yêu thích còn có Thảo Nhi, Bảo Ngọc, Thủy Tiên, Lệ Nam. Liệu Hương Ly có vượt lên được áp lực để tiếp tục tỏa sáng và cộng thêm yếu tố may mắn chạm đến vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022? Câu trả lời sẽ có ở đêm chung kết vào ngày 25 tháng 6. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.